và thưa tất cả quý vị vậy thì chúng ta cũng đã nói về Nordic Plus rồi chúng ta đã biết rồi nhưng mà bây giờ Phương Thảo cũng thắc mắc là phương pháp để mà chúng ta có thể sử dụng làm sao mà hiệu quả nhất và những cách kết hợp để giúp cho trẻ có thể phát triển tốt nhất thì nhờ bác sĩ tư vấn cho các ông bố bà mẹ của chương trình à, vâng. thì thực sự là đối với sản phẩm Nordic Plus thì tôi thấy là trên trên ngay cả nhìn trên bao bì thôi thì không phải là chỉ có tiếng Việt mà lại còn có cả tiếng tiếng Nhật nữa. Có nghĩa là cái sản phẩm của chúng ta thì cũng còn cả xuất khẩu nữa cho nên đối với việc mà độ an toàn về hàm lượng về chất lượng thì tôi rất là tin tưởng. Và thực tế cái sản phẩm này để dùng và hỗ trợ cho em bé thì tôi thấy rất là khá là tốt bởi vì trong đó có kẽm này, có canxi, có inulin có yến xào có men bia rồi có cả D3 có cả K2 thì thực sự nó rất là tốt cho cái việc ký đối với cái tình trạng thiếu một số vi chất có ý nghĩa sức khỏe cộng đồng ở Việt Nam hiện nay và chính vì vậy cũng không nhất thiết là chúng ta có phải là à, xét nghiệm hay là chúng ta phải có những cái à, hướng dẫn của chuyên môn nhiều lắm mà các mẹ có thể là à, bổ sung cho con mình một cách đơn giản như là chúng ta chỉ là lấp đầy vào những chỗ còn thiếu của chế độ ăn hàng ngày. Và đối với liều dùng thì đối với trẻ mà từ 6 tháng đến 12 tháng thì chúng ta có thể dùng cho trẻ một ống một ngày và ống này là ống 10ml thì mẹ có thể dùng một lần. À, rất là đơn giản cái ống mình có thể là vặn ra xong rồi là um, cho bé mút hoặc là chúng ta có thể là bóp ra thìa rồi đổ vào miệng cho bé hoặc là thậm chí đối với những bé mà thích thú thì chúng ta có thể là bóp thẳng trực tiếp vào miệng cho bé đều được cả. Thế còn đối với bé từ 1 đến 4 tuổi thì chúng ta nên dùng hai ống một ngày và chúng ta chia hai lần. Và đối với trẻ trên 4 tuổi thì chúng ta có thể dùng sử dụng đến ba ống một ngày và nếu dùng ba ống một ngày thì chúng ta nên chia 3 hoặc hai lần đều được. À, ví dụ như là à, chia làm hai lần thì chúng ta có thể dùng vào buổi sáng trước khi bé đi học một lần và buổi tối thì là một ống thì buổi tối vào cái bữa ăn tối thường là bao giờ cũng bữa ăn thị soạn hơn thì chúng và sử dụng cho bé hai ống. Còn nếu mà có điều kiện bé ở nhà, chúng ta có thể sáng, trưa, tối và sử dụng vào liên quan đến các bữa ăn, bởi vì trong đó có các men tiêu hóa thì sẽ rất là tốt trong việc hỗ trợ cho bé có thể à, tiêu hóa thức ăn và hấp thu thức ăn được tốt hơn bên cạnh việc sử dụng sản phẩm Nordic Plus bổ sung cho trẻ thì các bậc phụ huynh cũng đừng quên là cung cấp cho trẻ thường xuyên một cái bữa ăn đa dạng cân đối và đáp ứng đầy đủ nhu cầu các cái chất dinh dưỡng theo đúng nhu cầu của từng độ tuổi của em bé. À, ngoài ra thì cũng nên cho bé được vận động à, vui chơi để giúp cho trẻ năng động hơn, giúp cho trẻ tăng trưởng chiều cao tốt hơn. À, bên cạnh đó thì à, cái việc giấc ngủ cho trẻ đầy đủ cũng là rất là quan trọng. Giấc ngủ thì không nên để trẻ thức quá khuya. Bởi vì cái việc tiết hóc môn cho em bé thì sẽ xảy ra vào cái khoảng là bắt đầu từ 10 giờ và một cái đạt được một cái đỉnh cao vào lúc khoảng 12 giờ cho nên để chúng ta có thể tận dụng được cái hóc môn tăng trưởng này giúp cho bé có thể cao lớn hơn như là các bậc phụ huynh vẫn luôn khao khát Dạ vâng, ngày hôm nay thì phải nói là Phương Thảo rất là vinh hạnh khi mà được đồng hành cùng với chương trình và lắng nghe những thông tin chia sẻ của bác sĩ Mai trong ngày hôm nay. Và thưa tất cả quý vị, tôi tin rằng là những ông bố bà mẹ khi mà mình nghe chương trình này thì mình sẽ có được những sự lựa chọn tốt nhất cho con của mình. Và như thông điệp của chương trình đấy, chúng ta tự tin trong việc chăm sóc con khôn lớn. Và quý vị thân mến với chủ đề của chương trình là giải quyết nỗi lo bé biến ăn táo bón, hấp thu kém và chậm tăng cân. Thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay, chúng tôi cũng đã đem đến cho quý vị những thông tin hữu ích và cần thiết. Và đến đây thì có lẽ là thời lượng chương trình cũng không còn nhiều. Chương trình Tiêu hóa khỏe mẹ nhàng tên sẽ được cảm ơn sự có mặt của bác sĩ Lê Bạch Mai cũng như là những thời gian quý báu mà bác sĩ đã dành cho chương trình. Đến đây thì có lẽ là chúng ta cũng hẹn gặp lại nhau trong những số phát sóng tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo.